Lô ghế Minotti giao nhà phân phối Tân Bình, đường Trường Chinh. Ghế này có thể sơn và bọc vải theo cầu. Ghế này có thể bọc ống đồng dưới chân luôn nha. Lô này lô màu xanh, còn lô màu vàng nữa. Tổng đơn 48. Đây quay cận cảnh đường Mai Mũi Chỉ.